xe chứ nhỉ? À, có thấy thôi. Mũi xăng kinh điển. À, thì nói về cái mũi xăng kinh điển thì trước đây thì cái phương tiện hình ảnh để chẩn đoán viêm xoang ấy, thì chỉ là các cái X-quang kinh điển này thôi. Cái hồi mà CT nó còn chưa phổ biến thì người ta cái này gần như là phương tiện duy nhất người ta có. Bởi vì sau cái thời mà CT nó phổ biến rồi đó, thì cái nội soi nó cũng phổ biến rồi. Thì cái này đối với thực tế lâm sàng thì sau này nếu mà các bạn không phải là bác sĩ tai mũi họng đó, thì những cái X-quang kinh điển các bạn cũng không có gặp nhiều, chỉ trừ cái X-quang bù lông đô thôi. Ví dụ các bạn đi ra hàm mặt này, và thậm chí một số cái tuyến ban đầu á, khi người ta không có cái phương tiện gì khác thì người ta cứ cho bệnh nhân chụp cái phim này, các bạn thì gặp nhiều. Chứ còn cái phim huyệt hoặc là cái phim mũi nghiêng á, thì mình có trình bày đấy á, thì thực ra hiếm lắm. Ngay cả cái hình ảnh thì vì không có chuẩn bị trước, mình không có chụp lại những cái phim mình đã xem trước đây á, không đi bệnh viện được, cho nên cái nguồn hình ảnh nó cũng hạn chế. Mình sẽ lấy kiểu là một số bài của người khác và thậm chí là trên mạng nữa, thì mình giảng cho các bạn thôi. Rồi nói về X-quang kinh điển đầu tiên của tai mũi họng thì đó là cái X-quang bù lông đô. Cái này chắc các bạn cũng nghe nhiều rồi, nó là cái thường hay gặp nhất trong những cái X-quang kinh điển của vùng mũi xoang, và người ta quan tâm nhiều nhất đến cái này hơn là những cái phim kia. Vì đến bây giờ thì cái X-quang bù lông đô nó vẫn còn có giá trị tương đối cao trong một số bệnh lý của mũi xoang. Về cái mục đích của phim bù lông đô á, thì ngoại trừ những cái chấn thương liên quan tới hàm mặt ra, thì đối với tai mũi họng thì cái mục đích chính của nó là khảo sát cái phần xoang hàm và xoang trán. Còn đối với xoang sàm và xoang bướm thì cái phim này cái giá trị nó hạn chế lắm, nó không khảo sát bao nhiêu cả. Ngoài ra thì nó có thể đánh giá được như cung răng này, hố mũi này, vách ngăn mũi này, lỗ rách sau, xoang xà, ổ mắt, thì đây là những cái có thể thôi. Còn trong trường hợp mà ví dụ cái phim chụp nó không có đúng tiêu chuẩn lắm, có thể là tiêu chuẩn về tư thế nó không có đúng lắm, hoặc là cái tia của cái phim á nó không có tốt, thì những cái này mình khó đánh giá. Cái tư thế chụp của nó thì người ta gọi đây là cái phim mũi cằm. Tại sao là phim mũi cằm? Bởi cái tư thế bệnh nhân chụp á là mình sẽ cho bệnh nhân nằm sấp, cái mũi và cái cằm của nhân là tì của hộp phim đó, cái hình ảnh này, mũi và cằm tì lên hộp phim thì là cái hộp phim, cái tia x nó sẽ đi từ trên xuống dưới chiếu vào đây để gọi vào là cái phim này. Thì khi mà cầm trên tay một cái phim bóng đô á, thì cái phải xem thử là cái phim này nó có chụp đúng tiêu chuẩn không, vì không, nó không phải là giống như cái phim X quang ngực đâu. Có nhiều nơi á, thì năm thì 10 họa lâu lâu mới chụp một ca này, thì có thể những kỹ thuật viên chụp người ta chụp không có đúng, sai tư thế. Một khi sai tư thế thì đánh giá nó khó. Thì tư thế một phim bù lông đô đúng là gì? Thứ nhất là bờ trên xương đá không rọi vào đáy xương hàm, tức là bờ trên xương đá nó phải nằm dưới cái đáy xương hàm. Nói về khái niệm cái đáy xương hàm thì trong cái bài giảng của bác sĩ Trung á, nói về đáy xương hàm của bạn á, là nằm ở vách mũi xoang đúng không? Đỉnh xương hàm thì nằm trong xương gò má, nhưng mà cái đó là tùy theo cái cách phân loại từng người thôi. Có nơi người ta hiểu đáy xoang hàm là cái chỗ mà cắm của cái răng á, liên quan tới cái răng á thì gọi là đáy, nó nằm dưới mặc dù nó không phải là mặt phẳng, nó gọi là đáy. Như cái, ở trong cái phim này á, thì người ta gọi cái đáy xoang hàm chính là cái phần thấp nhất của xoang hàm, từ cái chỗ mà liên quan mật thiết với cái chân răng 4, 5, 6, đấy mới là cái đáy xoang hàm. Thì cái này là tùy từng quan điểm thôi, các bạn không cần phải quá quan trọng chuyện này, cách gọi thôi mà. Mình chỉ cần hiểu được cái xoang hàm thì nó có những cái mặt nào, nó có mấy mặt, những mặt nào và nào nào, còn gọi cái nào là đáy thì tùy tùy mục đích nhé. Bờ trên xương đá không loại vào đáy xoang hàm. Thứ hai là vách ngăn là một đường thẳng đứng đi từ xoang trán, vách xoang trán đến giữa răng cửa hàm trên. Cái tiêu chuẩn số 2 này thực ra là nói về cái tính cân xứng của hai bên đối với một cái phim thôi, có thể không đúng lắm bởi vì lý do là như thế này. Như các bạn biết cái xoang trán hai bên á, kích thước nó có thể không có đều nhau, và có thể là cái vách ngăn xoang trán nó có thể lệch qua bên này, lệch qua bên kia. Cho nên cái tiêu chuẩn này chủ yếu là các bạn phải xem làm sao mà cho thấy hai bên nó cân xứng với nhau, vách ngăn là cái đường thẳng để nó chia đôi hai bên thành phần, chứ không phải đợi nhìn nghiêng qua nghiêng lại như thế này, nó không có đúng. Chứ còn cái việc mà nó có đi thẳng trục với lại cái vách của xoang trán hay không thì nó không có quan trọng lắm. Thì trên một cái phim bình thường, cái con bình thường nó sẽ thấy những điều gì? Thứ nhất là cái hình thấu quang, tức là những tia nó phải lọt qua hết, tức là cái tia nó phải đủ cứng để mà thấu quang. Chứ mà nếu tia mềm quá thì nhìn mô mềm các xương nó thành một đống khối trắng xóa hết, cái độ thấu quang như này không có đạt.
Về cái độ sáng của xoang á, thì cái xoang hàm là cái thấy rõ nhất trên cái phim Blondo này. Thì đối với phim bình thường, các bạn thấy cái xoang hàm á, cái độ sáng của nó tương đương với cổ mắt. Đó là liên quan tới cái việc bạn đánh giá xem là xoang hàm thế nào là mờ, xoang hàm thế nào là sáng. Thì những cái xoang hàm mà cùng cái độ sáng với ổ mắt thì nó là xoang hàm bình thường, còn mờ hơn thấy rõ thì nó là mờ xoang hàm. Liên quan tới chuyện xoang hàm nó có dịch, có dày niêm mạc, có polyp gì đó không ở cái này. Đó. Ngoài ra thì cái tia phải đủ cứng để các bạn không nhìn thấy được niêm mạc xoang bình thường trên phim. Niêm mạc nó không dày lên thì mình không có thấy niêm mạc. Thành xương nó sắc nét, chứ không phải là mờ mờ ảo ảo ảo, không phân định đâu là xương, đâu là niêm mạc đâu. Thì đó là hình X-quang bình thường. Đây là cái hình ảnh mô tả người ta vẽ ra đây, và cái hình ảnh trên thực tế thì có những chi tiết như các bạn thấy đây này, số 5 này, cái hình à. Sao tôi nhầm cái này nhé. Các bạn thấy đây nhá, số 5 phải tướng đây này, đó hai bên này, đây là cái song trán, song trán hai bên, đây là ổ mắt đấy. Cái vị trí số 6 ở trên cái hình này tức là cái cung gò má, thấy đây này gò má nhá, hốc mũi thì đây, vách ngăn mũi thì cái đường thẳng đứng này, thì song sàng là cái hình tam giác như đây, là cái mà thằng Cường dễ khảo sát nhất ở đây. Các bạn thấy là cái độ sáng của song hàm thì nó cũng tương đương với cổ mắt. Thì ở đây thì người ta có đề cập một số cái chi tiết mình có thể thấy, ví dụ các bạn thấy ở đối với vùng mà nằm trong khoang miệng này, thì ở số 7 này thì cái khi mà xoang bướm các bạn đánh giá trên phim Blondo các bạn có thể thấy được á, thì là cái phần nền này, nếu những cái xoang bướm mà nó có viêm hoặc các bạn có thể đánh giá bằng cái này. Tuy nhiên mà cái độ nhạy của cái xoang bướm thì cái phim này nó không cao lắm, thì đây chủ yếu người ta đánh giá là xoang hàm với xoang trán thôi. Xoang sàng thì người ta nhìn thấy nó ở đây này, cái vùng mà mình đấy này. Thì bởi vì nó chồng lên bởi cái xương chính mũi mà, cho nên ở xương sàn nó rất là khó thấy, nó đánh giá ở đây là độ nhạy cũng rất là kém. Là cái vách ngăn mũi, ở một số bệnh nhân thì cái vách ngăn này nó có thể không phải là đường thẳng đâu, vì họ bị vách ngăn ấy thì nó có thể vẹo qua bên, thì nó không phải là đường thẳng nữa. Bệnh nhân này may mắn thì cái vách xương trán nằm ngay giữa, thì nó nhìn nó chung là rất là đẹp. Một số trường hợp thì nó không có đẹp như thế này. Thì cái bề trên xương đá thì nó nằm đâu đây? À, cái xương đá là cái vùng xương mà quan thấy là cái độ cảm quan nó lớn hơn rất là nhiều so với vùng xương phần khác của xương mặt. Đó, đây này, thì đây là bề trên của nó nhé, bề trên xương đá này. Một cái phim chụp không đúng, cái bề trên xương đá này sẽ bị đẩy vào trong cái lòng xoang hàm này, nó trở thành một cái vật để che khuất cái xoang hàm đi, sẽ làm cho bạn đánh giá phần đáy xoang hàm nó không có đúng nữa. Đây là cái phim chụp đúng lên sẽ như thế này. À, đối với cái X-quang bệnh lý thì mình có thể thấy được cái dấu hiệu gì? Thì đối với cái viêm xoang thì các dấu hiệu bệnh lý mình có thể thấy, tức là hình mờ xoang, mờ mờ toàn bộ xoang ấy, đây cái là mờ toàn bộ xoang ấy. Thứ hai là có hình ảnh bức hơi dịch, còn thứ ba là có hình ảnh dày niêm mạc. Ngoài ra thì có một số cái hình ảnh thay đổi thành xương, ví dụ thành xương mất liên tục biến dạng tiêu xương, thì cái này nó không phải là cái hình ảnh đặc trưng của viêm xoang đâu, nó là hình ảnh đặc trưng của một số cái, ví dụ như là u nhầy xoang chẳng hạn, hoặc là đặc trưng của cái ác tính, u ác tính của vùng xoang. U ác tính vùng xoang nó sẽ làm cho mất liên tục tiêu xương để dồn xâm lấn, hoặc là những hợp chấn thương thì nó cũng gây mất liên tục ở biến dạng. Cái này chỉ có là bệnh lý kia, chứ còn đối với viêm xoang thì những hình ảnh này mình hiếm gặp lắm. À, sau đây là hình ảnh một số cái bệnh lý như bệnh nhân này á, các bạn nhìn thấy này, đây là cái xoang hàm thì cái phần mà sáng bình thường độ mắt, còn đây cái thành xoang hàm thì có một phần mờ này, nó chính là sự dày lên của niêm mạc xoang hàm ở đây này, đó nó dày theo cái chu vi như thế này, các bạn thấy đây chính là dày của niêm mạc xoang hàm hai bên, đó là hình của dày niêm mạc viêm xoang. Còn ở đây á, thì mình sẽ nhìn thấy hình ảnh của mức hơi dịch trong xoang hàm. Thì cái hình mức hơi dịch thì nó thường gặp ở viêm xoang cấp nhiều hơn, xoang mạn thì ít gặp. Cái dung mạng chỉ là mờ toàn bộ cho polyp hoặc là nó dày niêm mạc thôi. Đây thì dịch này đó, thì đặc điểm của cái mức hơi dịch cái phần mờ thì nó khác với lại cái dày niêm mạc là nó chỉ ở phần thấp thôi.
cái phần xung quanh cái vách xoang hàm xung quanh mình không thấy có hình ảnh dày lên, ví dụ trên ở ngoài ở trong này này không thấy sự dày lên. Và thường thì cái đường, cái giới hạn của nó thì nó đường nó có khuynh hướng là đường cong lõm xuống, lõm xuống hoặc là bằng ngang. Còn cái dày niêm mạc thì đường cong nó sẽ lồi, hơi lồi lên tí, hoặc là cong theo chu vi của toàn bộ xoang. Đây là hơi dịch cái viêm xoang cấp. Ở đây là cái hình ảnh của một cái polyp xoang hàm bên trái. Thì cái hình ảnh này cũng khá là đặc biệt. Các bạn thấy đấy, là một bên xoang thì bình thường nhá, bên xoang lại thì hầu như tất cả các vùng đều bình thường, nên chỉ có một cái khối nhìn nó rõ là một khối tròn, một phần của hình tròn. Thường thì nó nằm ở đáy xoang hàm là nhiều. Có nhiều trường hợp thì nó có thể nằm ở thành ngoài, thành trong, thành trên như đó cũng được. Thì người ta gọi cái dấu hiệu này là dấu hiệu là mặt trời mọc trong đáy xoang hàm. Cái này là hình dạng đặc trưng của một cái polyp xoang hàm. Những cái trường hợp mà polyp xoang hàm đơn độc, người ta gọi là polyp Gillian ấy, thì nó hay có hình ảnh này, polyp xoang hàm. Thì đối với robot thì nó chỉ có như thế thôi. Còn các hình ảnh của xoang trán thì thực ra mình tìm cũng không thấy, bởi vì sau này cái viêm xoang trán chụp lên thì khó. Đi bệnh viện thì có thể tìm thấy một số phim, chứ còn thực tế khám bệnh ngoại trú này hoặc là tìm trên cái bài giảng thì người ta không có hình ảnh nhiều về cái xoang trán lắm. Rồi mình qua cái phim thứ hai. Phim thứ hai là phim hiệp. Phim hiệp thì hiện tại á, thì thực ra đa số tụi mình chụp là bởi vì nó nằm trong cái chung của hai phim, người ta là bầm lông đô hiệp, chụp một cái thì chụp luôn cả hai cái. Chứ còn độ nhạy của phim hiệp nó kém lắm, kể cả đánh giá đối với xoang sàn, xoang bướm nó cũng rất là kém, cho người ta không quan tâm nhiều lắm. Những trường hợp mà người ta nghi ngờ những bệnh lý của xoang sàn, xoang bướm á, nếu được có điều kiện thì người ta khuyên chụp CT hơn, độ nhạy với độ đặc hiệu nó cao rất là nhiều. Còn xoang hàm thì vì sao mà người ta vẫn chụp cái phim lông này, bởi vì trên lâm sàng các bạn biết là cái bệnh, ví dụ như viêm xoang hàm do răng á, nếu các bạn nghi ngờ cái viêm xoang hàm do răng này, khám ví dụ như là bệnh nhân chảy mồ hôi một bên, rồi có cái hiệu đau của cái răng hàm trên cùng bên với xoang hàm ấy, thì những trường hợp nghi ngờ nó, các bạn chỉ cần dùng một cái kích quang blood đô thôi là các bạn chẩn đoán được rồi, không cần thiết phải dùng cái CT. Nhưng còn đối với những cái viêm xoang khác á, thực ra để mà các bạn đánh giá có phẫu thuật hay không á, một cái rất quan trọng á, thì các bạn gần như bắt buộc phải làm sao là có cái CT. Còn đã không có CT á, thì không ai dám mổ, bởi vì không có CT bạn không thể biết là mình nên mổ tới đâu, những xoang nào cần can thiệp, độ nhạy với độ đặc hiệu của X quang nó quá thấp để làm bằng chứng. Cho nên bờ lông đô vì thế nó còn giá trị. Còn phim hiệp sau này thì đa số bác sĩ răng hàm mặt người ta cần hơn là mình, bởi vì phim hiệp nó có thể đánh giá thêm về những cái liên quan tới gãy của cái cung tiết và má. Rồi giới thiệu phim hiệp. Phim hiệp là người ta gọi là phim tư thế cắm đỉnh, thì nó khác với cái phim kia gọi là phim mũi cằm, không có nghĩa là cái tư thế đó là tư thế mũi cằm đâu. Ở đây bạn thấy là tên tư thế cằm đỉnh, thì cái cằm với cái đỉnh mũi, đỉnh cái cằm này này với cái đỉnh đầu này thì đâu có nằm ở trên cái mặt phẳng ngang, đâu có áp lên phim đâu. Và tư thế cằm đỉnh là theo cái hướng tia của tia X, tức là tia X đi từ cằm đến cái đỉnh hộp sọ của mình. Thì tư thế là bệnh nhân nằm ngửa, đầu ngửa ra gần như tối đa, đỉnh đầu chạm lên cái hộp phim, tia X đi từ trên xuống dưới thẳng trục như thế này. Và giá trị của phim hiệp chủ yếu là khảo sát về xoang sàn và xoang bướm. Tư thế chụp đây, tiêu chuẩn của cái phim hiệp đúng là hai cái cung răng chồng lên nhau, tức là cung răng của hàm trên của nó hàm dưới chồng lên nhau. Thứ hai á, là cái hàm dưới không có che lớp xoang sàn trước, thì cái cung răng của xoang sàn của cái hàm dưới á, thì nó không được đè vào cái xoang sàn trước để cho mình nhìn thấy được cái xoang sàn trước. Và nữa, cái vách ngăn ở đây là cái đường thẳng đi từ trước ra sau, phải chia đôi cung hàm hai phần cân đối. Đây là cái phim hiệp chụp đúng tiêu chuẩn. Các bạn thấy này, hàm trên hàm dưới gần như là nó trùng hết lên nhau này, nó không có phải cái trước cái sau hoặc là cái trái cái phải. Đó. Và ngoài ra thì cái cung hàm này nó sẽ không che lấp cái xoang sàn của mình. Thì trên phim hiệp thì bạn thấy được những cái chi tiết gì? Thì đối với tai mũi họng á, thì mình quan tâm chủ yếu là cái xoang. Thì cái vùng này đây chính là xoang sàn nhá. Xoang sàn, toàn bộ này xoang sàn, xoang sàn mờ hay là xoang sàn sáng mình sẽ đánh giá qua đây. Còn cái phân định ở đâu là xoang sàn trước, đâu là xoang sàn sau thì gần như không thể phân định được trên cái phim đô hiệp. Ví dụ bạn thấy nó nằm phần trước thì gọi là xoang sàn trước,
năm sau thì gọi là sang sang sau thôi, không thể biết chính xác được, không có chi tiết giải phẫu nào nó thể hiện rõ trên này, không có cái mảnh nền của cuốn mũi giữa để các bạn nói được nó là sang sang trước sau đâu, vì mọi thứ là phỏng đoán thôi, các bạn thấy đấy, không có cái chi tiết giải phẫu nào để mà nhìn thấy được hết á. Trên này thì mình còn thấy một cái khe hẹp đây này, ví dụ song sàng đây là cái giới hạn trong của nó hai bên, thì một cái khe hẹp phía trong của giới hạn trong song sàng để vách ngăn thì nó cái khe khứu giác, thì trên này nó cũng đánh giá được là khe khứu giác này nó có hẹp hay không. Rồi cái phía sau của song sàng nó chính là song bướm, đây là hai song bướm, thì thông thường thì hai cái song bướm thì nó không có bằng nhau, có bên to bên nhỏ, ở một số bệnh nhân may mắn lắm như bên này bạn thấy là hai cái song bướm nó khá là đều, thì nó sẽ có cái vách xương ngăn kết, ngăn cách giữa cái song sàng song bướm, thì cái này là cái hố liên trên bướm mà cái mảnh phía trước của nó này, thân song bướm. Ở đây thì thường nó sẽ có một cái hố tuyến yên, thì nó nằm ngay ở trung tâm của cái này, nhưng mà nó biết là mô mềm mà nó khó thấy, không có thấy đâu. Ở đây thì ngoài ra các bạn cũng có thấy một số chi tiết liên quan với xương sọ răng hàm mặt. Ở đây người ta để ý tới này, hai cái chỗ giao điểm, hai cái chỗ mà của các đường này này. Đấy, hai cái này là hai cái chân bướm, hai cái mỏ chân bướm á. Thì người ta mô tả hai cái mỏ chân bướm này thì nó là cái nơi gặp nhau của cái của ba cái đường. Đường thứ nhất là một cái đường cong như thế này. Thì đường cong này chính là cái mặt sau của cái song hàm đấy. Đường thứ hai là cái đường đường thảm chất như thế này, thì đây là cái giới hạn phía trước của cái cánh bướm lớn, phía trước của cái hố sọ giữa, giới hạn đến cái bậc cái cánh lớn của bướm. Đường thứ ba là đường cong nằm phía sau này, đường cong phía sau này thì chính là giới hạn sau của hố sọ trước, đó là chỗ cánh bướm nhỏ. Chuyện của đây chính là đấy. Thực ra thì chi tiết này nói cho vui thôi, nó chỉ có ý nghĩa trong việc các bạn đánh giá cái chấn thương hàm mặt, những cái chấn thương sọ liên quan đến vỡ xương, chứ còn về mặt chỉnh đoán hay son thì cái chi tiết này không quan trọng lắm. Ngoài ra thì mình cũng có thể một số chi tiết của tai liên quan, ví dụ như là cái xương chùm này, các bạn thấy vùng xương này này, đấy, đây là hai cái xương chùm hai bên nhé, thuộc xương thái dương đấy. Thì cái vùng sáng đó là thông vào xương chùm này, các bạn có thể thấy cái xương chùm là phía trước này, xương đá đấy, đây, cái này là xương đá này, thì ra phía trước này là cái lỗ bồi dục. Sau lỗ bồi dục được hai cái lỗ nhỏ thì là hai lỗ tròn. Tôi quan tâm này thì cũng quan tâm làm gì nhiều, nói cho vui chứ cũng chả dựa cái này đánh giá ấy. Chịu vẫn là đánh giá để chấn thương. Ví dụ những trường hợp mà bệnh nhân có vỡ xương đá thì đôi khi trên cái phim này, đôi khi thôi, số cái đường gãy bạn có thể thấy trên phim này. Nhưng mà những vỡ xương đá thì những cái phim Stanver hoặc là phim Schuller ấy, thì người ta có thể ấy, hoặc là CT scan thì nhạy hơn. Kể lại cho biết, hôm nay mình sẽ chỉ hướng dẫn liên quan với xoang thôi nhé. Phim việc hiện tại thì độ nhạy nó thấp, cho nên người ta cũng ít dùng lắm. Dùng là chẳng qua bởi vì nó nằm chung trong nhóm cái phim lung đô thì chụp luôn thôi. Chứ còn trên lâm sàng, nhiều khi người ta cầm phim việc lên chẳng thành đọc đó. Người ta đọc quan tâm phim lung đô thôi. Các bạn sau này đi làm á, thì họ biết đó là mặc dù cái CT nó rất là ưu việt trong cái chẩn đoán, nó tốt hơn phim X-quang kỹ điển rất là nhiều. Nhưng mà để được chụp cho CT cho bệnh nhân, bạn phải cân nhắc những yếu tố. Thứ nhất là cái tuyến của bạn là tuyến nào. Hầu hết bây giờ là các tuyến lớn thì có cả, nhưng mà không phải tuyến quận huyện nào cũng có CT scan. Và rất nhiều bạn sau này sẽ làm ở tuyến quận huyện, hoặc là làm ở những cái trung tâm hoặc là những phòng khám người ta không có CT scan. Thì cái phim lông đô hiệt là cái duy nhất về chẩn đoán ảnh bằng cái lông tay thôi. Thì có thì có thể sử dụng. Có thể là bạn không dựa vào nó để chẩn đoán, nhưng nó là cái để bằng chứng để cho thấy là bạn có sử dụng cái phương tiện cận lâm sàng cho bệnh nhân. Chứ không có bạn khám lâm sàng không, nhưng cái bệnh nhân không tin. Đôi khi các bạn phải chụp cả cái phim lông đồ hiểm để cho bệnh nhân an tâm là như vậy. Rồi, đó là về phim hiệp. Cái phim hiệp thì bởi vì người ta không dùng nó chẩn đoán bệnh lý nhiều, cho nên mình cũng không có tìm thấy được những cái hình ảnh về cái phim hiệp bệnh lý. Bây giờ mà đi bệnh viện thì chắc thì cũng có thể. Như các bạn biết là ví dụ bệnh viện Đà Nẵng, bây giờ ví dụ các bạn đi, đúng là các bạn đi Đà Nẵng để đi lâm sàng đấy, thì những bệnh viện xong mạng vào, người ta có chỉ định cái là chuyện dùng phẫu thuật rồi, thì cuối cùng người ta cũng đi chụp CT luôn. Có khi người ta chả thèm chụp cái bộ lông hiệt làm cái gì cả, bởi vì người ta bằng chứng rõ ràng để được chụp CT, và cái tuyến người ta là như vậy.
không có lý do gì chụp thêm một lần X quang cho bệnh nhân, trong khi là đưa ra một cái phim chẳng có giá trị gì hơn. Cho nên giờ tìm một cái phim hiệp bệnh lý khó lắm. Rồi cái phim thứ ba, thì cái phim này á, thì đến hiện tại tuy nó không gặp nhiều phim Blondo, nhưng mà nó gần như là cái phim cái trong hợp nào có cái chỉ định này là người ta cũng có chỉ định nó hết. Và thậm chí rất hiếm khi người ta dùng CT scan thay cho cái phim này, bởi vì nó quá lãng phí, trong khi cái phim này là quá đủ để chẩn đoán rồi. Đó là phim mũi nghiêng. Phim mũi nghiêng về bản chất của nó thì nó cũng giống như phim sọ nghiêng thôi. Cái cách chụp thì nó giống y chang nhau, đó là cái tia là đi từ lỗ tai ngoài bên này qua lỗ tai ngoài bên kia. Nhưng mà ở phim mũi nghiêng nó khác cái là người ta phóng to cái phần bình diện mũi, cái chỗ phần mũi và trán của bệnh nhân lên. Còn cái phần về liên quan tới sọ rồi vấn quanh cuộc sống của người ta bỏ qua đi, phóng to phần này lên thôi, chỉ để quan tâm tới chi tiết này. Và khác nữa đó là cái tia X trong cái X quang mũi nghiêng thường chọn tia nó mềm hơn. Đây, tia trung tâm thì đi qua sống mũi này, tia mềm hơn để làm gì? Tia mềm hơn để các bạn đánh giá được luôn cả cái phần sụn mắt mũi, chứ không phải chỉ đánh giá phần xương không. Điều này đặc biệt quan trọng ở trẻ em. Đó. Thì ngoài cái xương mũi ra thì cái phim mũi nghiêng này nó cũng giúp các bạn khảo sát được cái sông trán, thành trước này hoặc thành sau sông trán. Những cái trường hợp và chấn thương ở mặt, ví dụ chúng va được vùng mũi trán này này, nó có thể có vỡ thành trước hoặc thành sau sông trán kèm hoặc không kèm với vỡ xương chính mũi. Thì trên cái phim này nó cũng giúp các bạn chẩn đoán sơ bộ ban đầu. Tất nhiên sau đó thì các bạn có thể cho CT scan là chuyện sau đó, nhưng mình nói là không phải lúc nào các bạn cũng cho CT scan đâu. Thì cái phim này nó giúp chẩn đoán tốt được hai cái, thứ nhất là xương mũi, thứ hai là sọn trán. Thì trên một cái phim bệnh lý thì thường mình sẽ thấy như này. Ở đây thì mình không có hình ảnh về cái chấn thương vỡ sọn trán như các bạn coi trên này, vì tìm nó không có ra. Mình không đi bệnh viện mà cái chấn thương này thì thường chấn thương mà vỡ luôn cả sọn trán với mũi thì thường rất là nặng, cho nên cũng không phải là quá hay gặp lắm trong điều trị nội trú. Đôi khi là bệnh nhân không có nằm qua tai mới họng đâu, mẹ nằm ở đâu ở ngoại thần kinh chẳng hạn. Thì trên phim X quang mũi nghiêng bệnh lý các bạn thấy này, đây là hình ảnh quay lại cái hình ảnh nhé, các bạn thấy một cái xương mũi bình thường nó sẽ liên tục như thế này này, nó thẳng gần như là thẳng, nó không có biến dạng gì cả. Đây là toàn bộ xương mũi nhé, đấy, không biến dạng, thẳng, không mất liên tục. Còn cái phần còn lại này nó là phần sụn vách mũi hoặc là sụn cánh mũi, sụn mũi bên đây, sụn tam giác, sụn tứ giác, sụn mũi đây. Có cái phim bệnh lý thì đây là một trường hợp của cái gãy xương chính mũi, thì các bạn thấy này, nó sẽ mất liên tục này. Đó, có một cái đường gãy đây. Ở phim này thì mình thấy là mặc dù là có mất liên tục nhưng mà cái bị dặn không có nhiều. Tức là nhìn cái mái mũi ấy, thì nó vẫn còn nguyên một đường thẳng, nó không có bị sụp xuống. Thì đây là trên phim thôi, còn trên lâm sàng mới là cái quan trọng. Nó có thể nó không có sập theo chiều trên xuống trước sau, mà nó có thể bị vẹo con bên. Thì trường hợp đó mình thấy đường vỡ nhưng lại không thấy di lệch nhiều, cho nên phải kết hợp với lâm sàng nữa. Thì đây là một trường hợp khác cũng là vỡ xương chính mũi, nhưng cái khác cái là cái này nó vỡ, nó vụn ra từ cái phần xương mũi này này, mặc dù mình không thấy cái này biến dạng quá nhiều nhưng phần này nó vụn hạ. Đấy, đây là cái mảnh xương vụn này. Cái này cũng phải dựa vào lâm sàng để đánh giá xem biết kiểu biến dạng nó như thế nào. Đây là một cái phim mà chụp rất là tốt. Chụp rất tốt bởi vì nó phóng to, và thứ hai là cái cường độ tia thì rất là vừa phải. Trên lâm sàng mình có một cái dở, đó là cái kỹ thuật viên X quang á, đôi khi người ta chụp cái phim mũi nghiêng nó không có đúng yêu cầu của mình lắm. Ví dụ như là người ta chụp quá cứng đi hoặc là quá mềm. Bởi các bạn biết là cái phần mà phần mái của xương mũi á, cái phần này này, cái phần mà vùng xương nó chồng lên nhau nhiều á, thì phần cản quang rất là nhiều. Nhưng cái phần mà hai bên này này, hai bên cái mái này này, khám mũi này, thì phần xương chồng nhau nó không nhiều, cho nên cái độ cản, nếu mà chụp tia cứng quá thì cái này bạn nhìn thấy nó gần như là sáng luôn, bạn cả nhìn thấy được mỗi cái này thôi, còn không nhìn thấy phần này thì là một cái phim cứng quá, hoặc là phim mềm quá, nhìn cái phần mềm này với cái xương nó gần y như nhau, lúc đó đánh giá cũng rất là khó. Thì lên một cái phim chụp rất tốt thì bạn có thể thấy này, biến dạng này, cái phần này nó bị đẩy lên một xíu này, cái đường gãy rất là rõ ràng luôn. Những cái này là những cái quang mũi nghiêng bệnh lý trong cái chấn thương.
Rồi, về cái quan kinh điển của ngôi sao là nó có chừng đó thôi. Với cái sự ra đời phát triển của City thì cái vai trò của cái quan kinh điển tại mạng thì ngày càng nó giảm dần. Và thực tế lâm sàng thì nếu không phải là bác sĩ tai mới học thì có lẽ các bạn nếu mà sau này các bạn làm ở phòng cấp cứu thì các bạn sẽ gặp phim Blondo đô hoặc là phim mũi nghiêng nhiều. Phim Hiệp có thể các bạn gần như không thấy luôn. Hiệp bây giờ thì chủ yếu là bác sĩ tai mới học hoặc là làm mặt các bạn thấy thôi. Nên mình sẽ chia sẻ sơ sơ đấy, cũng cần phải đi sâu quá làm gì. Lỡ sau này các bạn nào ví dụ có thì cầm trên tay cái phim đấy, ví dụ mặc dù không phải chuyên khoa của mình nhưng mà cũng phải đọc sơ sơ được, trả lời được kết quả. Nhiều khi đơn giản về làm tuyến y tế cơ sở thiếu bác sĩ chẳng hạn, trực một trực cấp cứu thì trực sạch cả chuyên khoa luôn, chẳng có tai mới họng định hội chẩn, chẳng có ra mặt để hội chẩn, các bạn cũng biết đọc sơ sơ sơ. Rồi các bạn nào hỏi gì không?